Rồi hôm nay mình sẽ chỉ cho anh em sử dụng cái máy in của mình nha. Đây là cái máy mình tự build đây, mình bán cho khách thì mình làm cái video này mình chỉ cho khách ha. Đây là cái máy giao diện đầu tiên anh em bật lên nó sẽ dày. Đó, con này nó có cân bằng bằng cái con đó. Đó giờ anh em đầu tiên á, anh em mua máy về anh em auto home anh em cân bằng. Đó, em dẫn xuống auto home đây. Thì cho nó cân bằng thôi, nó sẽ về mấy cái điểm công tắc trước nha. Đó, nó sẽ chạy giữa bàn rồi nó đụng cái bàn nó sẽ gục rút lên xong nó sẽ buông xuống, nó sẽ cong đó. Đây cho anh em vô cái phần này cho mình đó, anh em xuống cái phần vaseline nè, anh em xuống cái phần này á là cân bốn góc bên đây ha, nó sẽ chạy bốn con góc cho anh em. Rồi em dùng một cái tờ giấy, anh em để dưới cái đầu kim với cái mặt bàn đây, anh em kéo qua kéo lại, cảm giác nó rít rít là được ha. Rồi em nhấn tiếp nét thì sẽ qua cái một điểm khác nữa nha. Đó, nó sẽ qua hết 4 điểm. Đó, nó sẽ qua hết 4 điểm. Rồi, ok, anh em muốn thoát ra, anh em dọn qua đây. Đó, thoát ra. Còn cái phần này á, cái phần cân bằng đây, đầu tiên anh em sẽ dặn tỉ máy, ví dụ mình chưa nạp firmware mình canh theo mình, bây giờ anh canh rồi anh em sẽ canh, ví dụ anh em dặn xuống 0.8 đây là auto sắt sắt home này nè, sắt home bên này anh em auto home đó. Nó auto home xong rồi anh em, cái đầu kim nó sẽ nhấc lên gỡ 10, nó để trong có là 10 xăng á đó. Đó, rồi nó sẽ đây, nó sẽ nhấc lên đó, đây dắt nó nhấc lên cỡ 10.87 nè. Rồi anh em nhấn vô, anh em vuốt xuống phần này đó, anh em xuống phần đầu luôn, anh em xuống tùng chát đây, anh em chọn bất cái nào cũng được nha, di chuyển ít hay nhiều thôi đó, anh em sẽ di chuyển xuống nó từ đi. Anh em dùng một tờ giấy á, cái đầu kim nó sẽ chạy lên đó, anh em kéo cái cảm giác cái tờ giấy nó vừa rít là cái đầu kim của anh em là ngay cái bàn rồi đó, có nó sẽ có, chạy có nó sẽ chạy về không đây đó, là cái phần này đây là cân bàn đây, là cái phần này đó, em di chuyển ha, di chuyển cảm giác cái vừa với cái đầu kim tờ giấy mình vừa rít là được ha. Rồi anh em nhấn vô đây là anh em lưu lại nha, anh em quên nhấn đây là nó thoát đó nha, nó sẽ không có lưu lại, nó sẽ về mặc định thôi đó. Đó là cân bằng. Còn cái này anh em thay nhựa hay đùng nhựa để thay nhựa mới á, kiểu vậy là anh em nhấn vô về giao diện chính, em dẫn phần thứ hai đó, anh em nhấn vô nữa, anh em sẽ chọn là BLA hay ABS. Anh em BLA thì anh em nhấn vào BLA, nó sẽ cho hai ba test màu và đun cả đầu kim vừa cái đầu này với cái bàn luôn đó. Hai thì sẽ chỉ nung cái đầu kim thôi, ba nó sẽ nung vừa nung với nung cái bàn nhiệt đó. Đây đầu kim đây, nó sẽ nung lên 18 rồi anh em sẽ đúng 18 xong anh em sẽ rút nhựa ra hoặc rút nhựa vô để anh em thay nhựa ha, chứ nó đang khô anh em thay nhựa không có được đó. Cái bàn thì anh em lúc thay nhựa không cần lắm, không cần đun cái bàn lên đâu đó. Đó anh em tắt thì anh em cũng vô phần đó luôn, anh em dẫn xuống cuối cùng tắt là nó sẽ gì không đó, nó sẽ tắt đầu kim đi. Rồi anh em in, anh em bỏ file vô đây, anh em có một cái thẻ nhớ, anh em xuất file anh cu ra em có chỉ á đó, anh em bỏ vô đây, nó sẽ để chữ này là sẽ nhận hãy nhớ đây nha. Đó anh em sẽ nhận cái phần cuối cùng luôn, nhấn vô nó sẽ cái file này em sẽ xuất ở tên Cura đó, nó sẽ nhận, em sẽ chọn một hai file này đây, anh nhấn cái bên đây canh cái kia nét là nó không có vô nữa, nó hỏi mình có ấy không á, nó tạo cái ấy kiểu là chắc không chắc in cái file đó, tại giờ dài cái file nó nhảy lộn anh em. Rồi đầu tiên nó sẽ nung cái bàn nhiệt lên cỡ 60 độ, mình set trong code á, mình để bao nhiêu thì do mình thôi ha. Rồi nó sẽ nung đầu kim, nếu anh em muốn thay đổi nhẹ nung đây nữa anh em cứ nhấn đây, nó chỉ thay đổi tạm thời thôi nha,
đây là dừng, còn này là tạm dừng nha. Đó, còn cái phần tune này là anh em chỉnh nhiệt độ trong trong cái thời gian lên thì thôi ha, tắt đi mở lại thì nó mất nha. Ví dụ bàn này là 60 này, bass là bàn 60, ví dụ mình tăng lên hay giảm xuống thì mình nhấn vô mình dặn thôi. Đó, đó mình gỡ 50 thì 50. Còn này là đầu kim, đó đầu kim anh nhấn vô nhưng dặn cỡ 88, nhưng bây giờ muốn thay đổi 200 thì dặn cộng lên thôi ha. Rồi em nhấn ok thôi, đó em nhấn vô nó sẽ đầu kim lên ha, 21 độ đây đây đó, ok anh em. Rồi em dừng thì bấm vào đây luôn, stop, họ có stop hay không rồi bấm stop ha. Rồi sẽ tạo chạy về auto home thôi đó. Rồi như đó anh em đã sử dụng được cái máy này nha, không phức tạp lắm cho lắm.